were on a tour bus to the Ninh Bình, Changan. It's kind of rainy out there, but it's gonna be nice and cool today. Overcast to Ninh Bình. Rest stop for 15 minutes somewhere on the way to Ninh Bình. We're arriving at Ninh Bình. It's a bit raining out here. Oh, but the pagoda.
bell tower, the biggest bell in Asia. Everything is biggest here in Asia. We'll go check it out. And there's a pagoda over there. And there's a bell up there. Bell tower. Khi mà chiêm ngưỡng phía đằng trước ấy, thì chúng ta cảm nhận núi hòm sách này là như một hòm sách, tủ sách đúng không ạ?
Thế còn khi chiêm ngưỡng phía sau đây thì chúng ta cảm nhận nó một chồng sách chất lên, rất là vuông thành và sắc tri thức của văn hóa. Núi Trạng Nguyên đại diện những người có học vấn uyên thâm. Ở hiện nay thì ở núi Trạng Nguyên, núi Hồng Sách thì có một am miếu nhỏ ở dưới Hồng Sách, dưới chân núi Hồng Sách đây. Cầm lấy cho nhau bằng lòng chỗ này, cho tình nghi chỗ tình chỗ này. Vì thế chúng đập lại và lấy chất thành tầng đá ngày nay được mang tên là núi Bạch Túc. Các cô, các chú, các anh và các bạn của thuyền mình, chúng ta sẽ sang đi văn hóa văn nghệ trước nhé, được không ạ? Ở đây là mình hát cho mình nghe thôi, không ai chấm điểm mình đâu, mình ngại đúng không ạ? Nếu như mình ngồi chấm nó nghiêng nghiêng, nó sắp đổ đúng không ạ, nhưng mà nó liên kết rất là chặt chẽ. Đó. Dựa vào với địa hình đặc trưng này thì khi bảy năm từ năm ngàn trong bảy mươi đến năm ngàn tám trăm tám mươi, và khi mà bồng bềnh du ngoạn qua núi Trạng Nguyên thì tiếng Việt hòn núi tròn von dựng cạnh ngòi xưa chỉ lộ sao thông thủy duy nhất qua xuyên từ Đồng Tháp luồn về từ đây. Dãy núi là lãnh địa của Độc Hoa Lư, là tự lũy kiên cố vững chắc che chắn hề phong thủy tiền tam thai hậu bát tòa rất hiếm có. Xuyên tiến hết cửa phía nam bên này thuộc thung lá, dân lật thuyền cũng là dân. Lúc sinh thời, Bác Hồ kính yêu thường căn dặn chúng ta luôn phải nhớ một việc dễ không dân cũng chịu, trăm việc khó dân liệu cũng xong. Và đó là tư tưởng chính của bài thơ. Huy là một đàn tế tạ ơn trời đất ạ. Cô đi cho tạ trên mấy núi đá này. Huy đã muốn linh phòng này là dấu tích của đàn trấn yểm kinh hoàng xưa. Từ đàn trên đó là để bảo vệ cho đàn trấn yểm chôn sâu dưới đáy lòng sông. Thưa quý đoàn, ở thế kỷ thứ 10, mặt đất thấp hơn hiện nay khoảng 2 mét nước, biển hơi rất gần đây. Thì chúng ta sẽ vào tham quan và khám phá xuyên thì đồng nhân luôn. Tiêu nhanh nên mặt hang rất cao và thông thoáng. Thì xưa bồng bềnh soi soi khéo thợ trời soi, đôi ven phong vũ đều không tới, mấy lớp công hầu cũng phải chui. Hồng Sách đã in quang trạng để yêu nước Phạm Văn Nghị nói về xuyên thì đã hoàn luôn. Thì kính thưa với đoàn đoàn văn của tỉnh như mình hiện nay, tức là càng vào thì hang càng mở rộng, càng cao, càng thông thoáng các bạn. Three goats on the mountain. Steps. Going up there.